Chibun hóa Hằng Nga khoe vi sùa không đối thủ. Giao diện dịu dàng nhưng quẩy thì sung hết cỡ. Chị Hằng Nga xin chào các bé. Không biết là các bé có muốn chị Hằng Nga tặng quà gì cho các bé không nhỉ? Hôm nay khác ngoài là em, vì trong cái chiếc mắt anh gọi fan. 3 năm về Phú Yên tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi. Âm thầm thiện nguyện chẳng cần khoa trương. Hôm nay chị Phu từ thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội được đến xã của chúng ta cũng như là chùa An Sơn có thể tổ chức được một đêm trung thu thật là đặc biệt và ý nghĩa dành cho các em. Ông trăng trăng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Còn ai chị có quà mình giơ tay lên nào. Chẳng là ngôi tựa ý à, có may mắn. Sau quốc tế đi đâu cũng có người săn đón, khẳng định vị thế không chỉ có nhan sắc mà còn đa tài. Mới đây, Chibu nhận được sự chú ý của công chúng khi chia sẻ những khung hình trong chuyến đi thiện nguyện nhân dịp trung thu tại Phú Yên. Theo đó, nữ ca sĩ đã chuẩn bị những món quà kèm tiền mặt để gửi đến bà con. Không những thế, Chibu còn đầu tư sân khấu để mang đến những tiết mục âm nhạc. Nữ ca sĩ đặc biệt hóa thân thành Hằng Nga để góp vui theo đúng chủ đề. Trong tạo hình mới, Chibu khoe trọn nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ bất chấp camera thường. Tuy giao diện đúng chuẩn dịu dàng nhưng giọng ca 9X lại khiến người hâm mộ bật cười với những màn quẩy nhiệt tình bất chấp hình tượng. Tạm rũ bỏ hình ảnh nghệ sĩ quốc tế, Chibu thoải mái hòa mình vào không khí bình dị của người dân. Nữ ca sĩ còn bày tỏ sự thích thú khi ngắm nhìn những em nhỏ tận hưởng đêm văn nghệ rước đèn ông sao đi khắp xóm. Nhiều cư dân mạng bất ngờ khi thấy Chibu dù bận rộn nhưng luôn sắp xếp thời gian để duy trì thói quen về Phú Yên làm thiện nguyện trong suốt 3 năm. Bởi trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ không ngừng chạy show, tất bật di chuyển giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trong sinh nhật người bạn thân thiết Hoàng Cu, giọng ca 9X cũng chỉ có mặt chấp nhoáng để hát mừng, sau đó lại vội rời đi vì công việc. Hành động làm thiện nguyện trong âm thầm, không khoa trương của Chibu nhận nhiều lời khen từ công chúng. Từ lâu, Chibu là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì showbiz Việt. Song, nữ ca sĩ lại thường chọn cách làm việc tốt trong lặng lẽ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Chibu ngày càng nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Hiện tại, ngoài việc có chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt, giọng ca 9X còn được xem là đỉnh lưu mới tại Trung Quốc nhờ sự xuất hiện rộng ở đất nước tỷ dân. Một trong những lý do khiến người đẹp được khán giả Hoa ngữ yêu thích chính là việc cô bước ra từ chương trình truyền hình thực tế cùng với sự duyên dáng, hoạt ngôn. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ còn mang về nhiều thành tích ấn tượng khi tham gia một đại hội thể thao dành cho những nghệ sĩ hoạt động tại Trung Quốc. Khi theo dõi các phần thi của Chibu từ MC, nghệ sĩ đến khán giả, chương trình không chỉ khen ngợi thần thái của nữ ca sĩ Việt Nam mà còn dành những lời có cánh cho sự đa tài của giọng ca 9X. Sự đầu tư ngoại hình, kỹ năng trình diễn tốt và nỗ lực khẳng định vị thế trong các lĩnh vực khác nhau chính là những yếu tố giúp Chibu ngày càng được lòng khán giả. Không những thành công trong nghệ thuật, nữ ca sĩ còn thử sức kinh doanh tại Trung Quốc khi mở hai quán phở mang phong cách Việt Nam. Sắp tới, Chibu được cho là muốn lấn sân sang thị trường giải trí Thái Lan. Có thể thấy, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ ca sĩ trong suốt nhiều năm đến nay đã nhận được những thành quả xứng đáng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.